Ok, thao chim cu gáy miền Bắc, chào anh em. Đây là một cái thước phim mà có lẽ là mình cũng thực hiện cuối năm 2017. Thì hôm nay cái thông điệp của cái clip này là thao chim cu gáy muốn chia sẻ với anh em một cái công thức cũng như là một cái chủ đề cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng vì cái chữ đam mê, vì cái niềm đam mê cái giống chim cu gáy này. Thì đây là cái con chim trống đang u con của nó, và đôi chim này mình cũng sẽ đăng giao để cho anh em nào may mắn nhất của năm 2017 đến với chú chim này. Sau khoảng 5 ngày nữa thì nó có thể là mang ra để bón được. Thì đây là giống chim mà đầu nhỏ mỏ đinh. Đấy, giống chim rất là khôn, rất là thổ. Đó, nhìn các bạn nhìn những con chim mà mỏ dài, đầu 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 nhọn như thế này là giọng thổ. Đó, còn đầu tròn là không thua. Đó, thì đây là nó rất là hiền, con chim này rất là hiền. Các bạn thấy là đây là rất là hiền. Mình kiểm tra xem là hai con nó có đều nhau không. Đó, nó rất là hiền thôi đấy. Đấy, rất là hiền đấy. Thì anh em có thể thấy là con ở ngoài đang quay đầu vào mà con ở trong đây. Thì những chú chim này thì nó mùa đông thì mình vẫn ra được chim non, và trong nhà thì cũng lúc nào để cũng cố gắng phục vụ anh em đấy. Quan điểm của mình là quan trọng là giống chim tốt. Đó. Thì cái công thức của mình đưa ra như sau, thì các bạn nên lên lên mua một cặp chim Nhật Pháp đấy, Nhật Pháp đang 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 gù đấy. Thì các bạn nuôi có thể mua cái loại da vàng hoặc mua chim bố mẹ Nhật Pháp. Thì khi các bạn nuôi thì sau khoảng 4 đến 5 tháng thì chim chim bố mẹ Nhật Pháp nó cũng có thể là đã trưởng thành và nó ấp đẻ và nuôi con rất là ok. Thì anh em sẽ đặt ở bên mình sẽ có những đôi chim vàng giống hoặc là chim bố mẹ của chim Nhật Pháp, thì mình sẽ để cho anh em. Giá nó cũng chỉ một vài trăm nghìn thôi. Anh em có thể liên hệ qua bên mình, bởi vì những cái giống chim, nếu như mà chim Nhật 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 với nhau thì chưa chắc đã tốt bằng là Nhật Lai Pháp hoặc là Pháp Lai Nhật, bố Pháp mẹ Nhật hoặc là bố Nhật mẹ Pháp, thì nó to khỏe đề kháng tốt. Và nếu như con Nhật này con vành đen ở cổ, còn con Pháp là con trắng tinh, thì hai con đấy thì nhìn chung là đẹp. Thế nhưng mà khi chúng ta lai chéo đi thì nó ra một cái hệ thống là Nhật Pháp hoặc Pháp Nhật, chứ Pháp Pháp hoặc Nhật Nhật thì nó vẫn là giữ gen. Thì chúng ta lai chéo đi thì cái ưu điểm của nó là to đẹp, và cái tỷ lệ gọi là ấp và tỷ lệ đạt hoặc là tỷ lệ nuôi con nó khéo hơn. Đấy là theo kinh nghiệm của bản thân mình. Thì những đôi chim đấy thì chúng ta sẽ mua giai đoạn tầm từ 2 tháng đến 5 6 tháng. Thì các bạn mua, nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn mua hẳn một đôi bố mẹ của bên mình. Thì khi các bạn mua sau khoảng 1 tháng, 1 tuần hay một vài tuần nó quen lồng rồi nó sẽ đi đẻ. Và các bạn thấy nó đẻ thì các bạn báo luôn cho tôi. Thì bên chúng tôi sẽ nhặt những cái quả trứng như những cái đôi chim này, giống tốt, giọng hay, đầu nhỏ mỏ đinh, chân đỏ. Thì chúng tôi sẽ thường chúng ta sẽ luồn trứng của chim những chú chim này vào. Những chú chim này thì chúng ta mùa đông này thì chúng ta không sợ vỡ trứng. Chúng ta chim của chúng ta mà đẻ, ví dụ như hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2, thì các trong dao động từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 là chúng ta có thể đặt hàng, chúng ta mua trứng. Đó. Thì chúng ta sẽ cứ cho chim của chúng ta ấp, và khi nào chúng ta nhận được trứng thì chúng ta sẽ đổi trứng vào. Có thể là chúng ta có thể ấp 2 quả hoặc 3 quả hoặc 4 quả. Nhưng mà cũng khuyến cáo là nên nếu mà đôi nào già thuần thục rồi thì bản thân tôi đã cho ấp 4 quả, nuôi 4 con. Đấy. Thế nhưng mà nuôi lúc nhỏ thì được, lúc lớn lớn tí tầm 1 tuần là chúng ta, 10 ngày là chúng ta mang ra chúng ta bón. Chúng ta bón 2 con hoặc là chúng ta bón tất.
thì để cho mẹ nó còn có cái sức nuôi con. Đấy, thì hiện bây giờ thì cái nhu cầu giải trí thực ra anh em đến là cũng chỉ là đam mê. Thì mình đã chuyển trứng chim cho các bác và một số bác đã ấp lở thành công và đã gọi điện cảm ơn và ra những chú chim con ngộ nghĩnh. Thì đấy là một cách mà chúng ta đúc ra được một đôi chim tự tay mình đúc ra, và mình nhìn nó lúc nhúc nó nuôi con rồi nó lại thành một thế hệ bố mẹ tiếp theo. Thì clip này thì mình muốn là các bạn sẽ làm theo cái hướng như vậy, thì cái chi phí nó thấp bởi vì ai cũng có thể chơi được. Mà cái giống chim, tại sao mà chỉ thao chim cu gáy duy nhất chỉ có nuôi chim cu gáy, bởi vì đây là giống chim sạch sẽ, thức ăn thì rất đơn giản, chỉ lúa, nếu có điều kiện thì ăn kèm thêm một số những cái hạt ngũ cốc khác đấy, nhưng mà về cơ bản là lúa cũng đã là ok rồi đó. Thì các bạn nuôi chim Nhật Pháp, Pháp Nhật vào những cái lồng dài 1 mét, 1,2 m, rộng 40, cao 40, 50. Đó là cái mẫu lồng này người ta nuôi bồ câu sinh sản. Đấy, và các bạn tạo ra một cái khay hướng phân, các bạn có thể nuôi ở bất kỳ một góc góc nào, hiên hay là sau nhà hay là một vị trí nào đấy, nếu mà điều kiện các bạn có thể làm hạ thổ cũng được. Thì với cái khả năng như thế thì các bạn 1 năm các bạn sẽ ra được rất nhiều những chú chim con, và chúng ta chỉ phải đầu tư có một lần duy nhất là đầu tư một cặp chim bố mẹ Pháp Nhật, Nhật Pháp. Đầu tư thứ hai là chúng ta chỉ mua một vài cặp trứng. Nếu những người nào mà ok thì có thể là mua cặp trứng đầu tiên sau 13 ngày đã có chú chim non. Và từ chú chim non đấy thì sau khoảng 6 tháng, 8 tháng trở đi chúng ta đã có được những cặp chim bố mẹ. Và nếu như chúng ta có cặp chim bố mẹ rồi thì chúng ta sẽ lồng nó đẻ trứng ra, chúng ta lại nhặt trứng, chúng ta lại cho chim Nhật Pháp ấp. Thì vậy chi là chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái thế hệ kế cận, và từ đó trở thế ai cũng có thể làm được. Và các bạn nên nhớ rằng là khi các bạn đưa ra một cái tiêu chuẩn thì thực ra là vùng miền thì hiện giờ thì có rất nhiều những cái vùng miền giống chim khác nhau. Nhưng mình khuyến cáo lên các bạn lên mua chim chim cu gáy giống giống Bắc Bộ chuẩn nguyên bản. Đó, nguyên bản. Đấy, ngực phải hồng, chân phải đỏ, mỏ phải nhọn dài, đầu nhọn. Đó, mắt như con này là mắt đỏ. Đó. Và nó đạt đến mức độ là thuần thục và đạt đến bộ là giọng hay. Có những con có thể là đảo giọng, hoặc là có thể những con có mang tính chất nó thân thiện, nó chịu chơi. Đấy, có những giống chim là nó không chịu chơi bởi vì nó là theo giống của nó. Thì các bạn cũng nên xác định cho nó rõ trước khi tìm đến những cái giống chim, để chúng ta đỡ mất thời gian, chúng ta nuôi sau 1 năm, 1 vài tháng mới ra được cái sản phẩm, nhưng cái kết quả chúng ta nhận được mà nó không như mong muốn thì quả thật là cũng là không 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 hay cho lắm. Đó, thì các bạn thấy đấy, đây là những chú chim bố rất là thuần. Đó. Đó. Đấy, chú chim bố rất là thuần. Đây, đây là 2 chú chim con. Ở đây là giống chim cu gáy nguyên bản thuần chủng. Đấy, kích thước thì cũng là khá là to, chứ không phải là to quá nhé, khá là to thôi. Và nó rất là gì, mặc dù mình đưa que vào để mình gạt ra để mình xem con nó, kiểm tra con nó, nhưng mà mình thấy là nó rất là thuần. Đấy, nó rỉa cái que này một cách rất là gì, đáng yêu, chứ nó không giơ cánh, không phạch phạch gì cả. Khi chúng ta nuôi chim mà đạt đến mức độ như thế này chúng ta mới nuôi chim cu gáy sinh sản thành công được. Đó. Đấy, các bạn thấy đấy là thật là đáng yêu, thật là ngộ nghĩnh. Đó là những chú chim của chúng ta. Thì các bạn sớm liên hệ với Thao Chim Cu Gáy, số điện thoại là 01 63 530 5982. Trên cái kênh của mình thì cũng có thông tin về địa chỉ và số điện thoại cũng như số tài khoản giao dịch. Đây là một kênh chim cu gáy chính thống, xác định là làm ăn lâu dài và rất là lành mạnh với những người lịch sự, rất như người tin tưởng. Đấy, thì thực ra là cái lượng mà chim cu gáy mà Thao đã giao lưu, đã cung cấp ra thị trường tính đến bây giờ lên hàng nghìn, hàng hàng vạn con. Đó, thì đặc biệt là thế mạnh là chim chim sinh sản. Đó, thì các bạn cũng biết từ những anh em Hải Phòng, Quảng Ninh, thì anh em miền Tây, miền Nam,
anh em đã cho mình được những cái niềm vui, được những cái cảm xúc từ những người cao tuổi đến những em thiếu niên nhi đồng, đã cho mình được cái niềm đam mê, niềm cảm xúc. Từ đó là động lực mình đã gây và nhân những cái giống chim cu gáy, nó mang về phong cách mới lạ. Đấy, có những con thì chân rất là đỏ, và có những con đầu rất là nhọn, và có những con kích thước rất là lớn, và có những con thì đúng nguyên bản đầu xanh đuôi xám, và có những con thì là chúng cườm cườm nhỏ như những hạt cát luôn, gọi là cườm rắc. Đấy, đấy là những giống chim mà mình đang cố gắng là về hình thức là sẽ giữ lại được một cái số phong cách như vậy. Và đặc biệt là những cái giọng chim thì cũng có những cái giọng giọng đặc biệt là giọng giọng đồng, giọng thổ, rồi kể cả giọng còi, giọng kim, rồi những cái giọng pha, thì chúng ta đã đến với cái niềm đam mê thì chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui từ đó. Đấy, thì quy trình là như vậy. Và trên cái kênh chim cu gáy hay ở trên YouTube và trên cái mạng xã hội Facebook cũng là cái tiêu đề là chim cu gáy hay, là cái Facebook của Thao, thì mình cũng đã chia sẻ từ cách quy trình và nói qua về cái chủ đề, những cái vấn đề xung quanh cái con chim cu gáy. Mình sẽ bổ sung thêm để cho nội dung nó phong phú hơn, để cho những cái gì mình đã biết thì mình chia sẻ. Nhưng cũng mong là các bác cũng ủng hộ, và những ai đó mà đã có kinh nghiệm uyên thâm hơn cũng sẽ chia sẻ, bởi vì đây là một cái đến với nhau bằng một cái niềm đam mê đó, thì chắc chắn là ai chia sẻ như thế nào hoặc Thao có chia sẻ với các bác có chân thành hay không thì các bác cũng đã cảm nhận phần nào qua cái kênh riêng của mình. Có những cái bài nó mang tính chất là đi từ cái thực tế mà ra, từ cách chữa bệnh đến những cách không gian làm chuồng, rồi nhận biết, rồi tất cả những cái mà những cái ban bệnh, những cái dấu hiệu bệnh và những cái bài thuốc các bạn có thể là gặp phải, thì các bạn có thể xem qua cái kênh chim cu gáy hay đó, và các bạn có thể là gọi điện cho tôi thì tôi cũng sẵn lòng vui lòng giải đáp. Đấy, có bạn thì cũng mua một con trống, một con mái, và mình cũng hướng dẫn ghép, thì hiện bây giờ cũng đã là thành công rồi, đã bắt chế bắt giận cho nhau và đã mã nhau trên lưng của nhau, và đặc biệt là đã ra những đứa con đầu tiên đó, thì đấy là một những cái màu sắc, những cái niềm vui trong cuộc sống mình đã cùng với các bạn trong suốt những năm qua. Đấy, thì cũng có những cái mà mình cũng có những áp lực nhất định, và có những cái mà chưa đáp ứng tận cùng được, sát sao được, thì mong các bác và anh em cũng hết sức thông cảm. Nếu như các bác và anh em đặt cương vị vào cương vị như của Thao thì chắc chắn là các bác mới hiểu được đó, bởi vì mình cũng chỉ có một mình thôi, mình không thể hơn được nữa, mình đã cố gắng hết mình rồi. Đấy, thì mong rằng là cũng sẽ có rất nhiều người hiểu mình đó. Thì những cái đôi chim như thế này thì các bạn có thể đăng ký gọi điện sớm, mình sẽ chuyển trước Tết cho anh em. Đây là một đôi chim nguyên bản, và đây là giống chim chân đỏ mỏ đinh, đầu nhỏ mỏ đinh, là đặc biệt là giọng thổ đồng. Đấy, thì anh em có thể là thấy rằng là cái clip này nó mang một phần đó, các bạn nhìn rõ cái mỏ của nó ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy con chim mỏ nó phải vót nhọn. Đấy, như vậy thì là nó mới là giống chim như vậy đó. Đấy. Đấy, thì mình xin nhắc lại là cái Zalo của mình cũng đăng ký bằng, và cái mình cũng liên lạc với anh em bằng cái số điện thoại là 01 63 53 05 982 đó. Thì đây là những cái thước phim, đây là những cái hình ảnh mình muốn gửi đến các bác trước cái thềm đón Tết năm 2017 cuối đó, gáy luôn. Bây giờ tôi xin phép tôi bảo nó gù nhé. Gù.
Đó, thì thưa các bạn là nếu như con chim chúng ta có tình cảm cho nó thì nó cũng sẽ có tình cảm lại với chúng ta và nó sẽ tương tác theo cái hiệu ứng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ bảo nó gù tiếp. Gù. Các bạn nhìn thấy cái bộ cườm của nó. Đó, các bạn nhìn thấy cái bộ cườm của nó, các bạn biết là giống chim của mình nó sẽ như thế nào. Đó. Đây là cái góc quay nó cũng không được quá là sắc nét, thế nhưng mà các bạn phần nào nhìn thấy cái lốt cườm của nó như vậy. Và để đạt được mức độ là... nếu như cái giống chim mà nó sung mà nó chịu chơi á thì kể cả nó đang ấp hoặc đang nuôi con nó cũng vẫn chơi. Đấy, mà những cái giống chim mà nó chưa sung thì có thể là nó đã giảm mà nó sẽ không chơi trong cái giai đoạn như thế này, là giai đoạn dục đẻ hoặc là giai đoạn căng của nó. Đấy. Đó, đưa tay vào nó rỉa tay rất là thân thiện luôn. Đấy, đấy, nó rỉa đáng yêu thôi, nó rỉa thật là đáng yêu chứ nó không chỗ đau như là con sáo hay là con khiếu gì cả. Đấy, mặc dù chúng ta có thò tay vào đó, chúng ta thò tay vào chúng ta bắt con của nó đi nữa thì nó biết là tại vì cái việc như thế này là nó mang tính chất là nó khi các bạn nuôi chim cu gáy đến cái giai đoạn nó như thế này rồi thì các bạn mới bắt đầu là ra con được. Đó, nhưng các bạn nuôi mà nó chưa đạt đến mức độ như thế thì là các bạn phải dần dần. Đó, mà tôi chụp đây là các bạn biết là cái đầu con chim này nó như thế nào. Cái này nó gọi là đầu nhỏ mỏ đinh. Đó, cái khóe mắt kéo dài, cái khóe này, khuy của nó này. Đó, đó, mà rất tiếc là nó đang u, năm nay mình không muốn, tại vì hôm nay thời tiết nó cũng đang buốt. Mình không muốn cho nó đứng dậy để mình cho các bạn xem cái chân của nó. Mà thôi, cũng tiện thể mình có thể là cho các bạn xem cái chân của nó một chút được. Đó, không sao, tại vì con chim này mình cũng nó cũng biết về nó rồi. Để mình lấy cái que mình gạt nó ra một chút để cho anh em thấy được cái những cái khoảnh khắc về cái chân của nó. Đó, mình gạt thì mình cũng từ từ thôi, không là nó đang nuôi con. Để đây là chẳng qua là mình cũng thuần thục nó rồi, đâm ra mình cũng không sợ lắm. Nhưng các bạn nuôi mới nuôi mà nó đẻ được 1-2 nứa đầu mà nó chưa thuần thục thì các bạn cũng nên cũng không nên làm theo mình. Đấy, đấy. Nó sẽ ảnh hưởng. Các bạn thấy không, mình đưa cái cây vào thì nó cũng vậy thôi, nó cũng biết là mình trêu nó thôi chứ không phải là tấn công nó, nên là nó rỉa rất là đáng yêu, chậm rãi này. Đấy, đến bây giờ là mình dứt khoát quá thì bắt đầu là nó mới đánh cánh, nhưng mà nó cũng rất là thôi vì nó cũng bảo vệ con nó theo một cái bản năng của cha của mẹ thì nó cũng đã như vậy. Đấy, thì đây là cái clip mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái tạo ra những chú chim. Và các bạn thấy đấy, qua cái màn ảnh nhỏ thì các bạn thấy là mình làm cái lồng này là rất công phu. Các bạn thấy là có đến 3 lớp lưới. Đấy, thì với cái mắt xích như thế này mà mình dí camera sát đây thì các bạn thấy là nó sẽ chống được rất nhiều thứ. Đấy, rắn chuột rồi chống trộm, rồi có những cái mà mình làm cái khung của nó mình sơn rất là cẩn thận. Và đây là những cái mo cau. Đấy, những cái mo, bẹ mo thì mình làm như này để cho nó chống mưa hắt. Và đây là cái bao xi để chúng ta để một cái góc này để cho chim nó không
Ù, ù. Ù. Thì với cái giai đoạn con nó nhỏ này thì các bạn nên cho cả gạo xay, cho cả cám cò vào. Đó. Thì chim nó sẽ ăn và nó sẽ mớm cho con nó, và con trời chim non nó sẽ đủ chất hơn. Trong 3 ngày đầu mà các bạn không cho cho cám vào mà nó chỉ có lúa không thì nó nuôi con nó thì nó rất là rủi ro. Bởi vì là cái độ mà nó ngấu từ hạt lúa nó rất nâu thì con nó có thể là đói. Đó. Đó. Mấy hôm nay rét đâm ra cái giọng của nó cũng nghe có vẻ nó cũng không được đậm. Con này hai giọng. Đó. Đó. Nó biết là con mái bắt đầu chuẩn bị vào, là nó nhường chỗ cho con mái. Đó. Các bạn thấy chưa? Ổ của nó là mình dùng cái rổ nhựa đỏ và những cái lá tùng, lá thông. Và đây là một đôi chim dành cho bạn nào nhanh tay nhanh mắt, sớm gọi điện cho Thao đặt hàng. Đó. Và các bạn biết thừa là đây là cái con mái nó đang đứng và con trống nó ra hẳn vùng xa rồi. Và theo như phán đoán của mình thì là nó sẽ thay nhau nó nuôi con, nó sẽ u con. Và bây giờ mình sẽ bảo con trống nó gù. Ù. Lên cầu. Ù. Các bạn nhìn thấy đôi chân của nó chưa? Đó. Đây. Thò mỏ vào đây. Ra đây để cho các bác xem đôi chân. Ù. Ù. Bạn nhìn thấy đôi chân của nó chưa? Đó. Bạn nhìn thấy đôi chân của nó chưa? Đó. Mà các bác thấy là đây là những chú chim sau một vài ngày chúng đã nở, mẹ nó đã mớm cho nó. Các bạn nhìn thấy cái diều của nó này. Đấy. Đấy. Con chim mẹ nó sẽ lên, nó muốn lên. Con chim mẹ nó đang muốn lên và nó sẽ lên. Đó, đấy, chân đỏ chưa, và nó sẽ u. Đó. Rồi bởi vì là với cái nó nhỏ như thế này thì các bạn biết là nó phải u thôi. Đấy là cái khả năng gọi là tình mẫu tử nó sẽ cảm nhận được.
là nó sẽ u, là mình sẽ không làm phiền nó nữa, bởi vì từ bấy giờ còn những chú chim non của chúng ta cũng đã chống chánh rồi. Đấy là kinh nghiệm. Đấy. Đến cuối video của năm 2017 đã chuẩn bị tạm biệt. Thao Chim Cung Gáy xin muốn nhắn lời nhủ với tất cả các bác cao tuổi và tất cả các anh em đang nuôi chim cung gáy. Là thời điểm này thì cũng rất là rét, đâm ra là anh em nên cố gắng là để chỗ khuất gió và cho ăn những cái thức ăn đảm bảo dinh dưỡng chống rét. Thậm chí có những lúc là phải cho vào trong chỗ nhà thắp điện cho nó ăn, ăn thêm những cái khoáng vi lượng rồi những cái thức ăn mà nó thích đó, thì anh em sẽ cố gắng là nó là các anh em sẽ giữ được phong độ cho những chú chim như thế này đó, thì anh em cùng đam mê và cùng chơi, thì mong là anh em sẽ có được những cặp chim non ra đời trong năm 2018. Và đừng quên, có gì chúng ta cùng chơi, cùng đam mê và cùng chia sẻ. Số điện thoại tổng đài chim cu gáy của Thao là 0163 530 9982. Xin chúc các bạn, các bác, các anh em và sang một cái năm 2008 may mắn, thành công và có được những chú chim thật là ưng ý và có được những niềm vui từ những chú chim đó. Chúng ta sẽ đón cái Tết và sẽ lưu ý để chúng ta sẽ mặc dù ăn Tết chơi Tết nhưng các bạn đừng quên chăm sóc những chú chim cu gáy của mình. Hôm nay là cũng là 21 Tết rồi, sắp ngày kia là đón tao công đó đó, thì đây là cái chú cu cu cườm của mình đó. Thì các bạn biết là con chim bố nó chơi như thế này thì các bạn nên nhớ là những chú chim con thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ giống bố và giống mẹ nó thôi đó đó. Các bạn nhìn thấy cái bộ mã của nó như vậy, và con này hai giọng đấy đấy, ok chưa ạ? Thì nếu như chúng ta kiên trì một chút thì chúng ta sẽ